Chào các bạn nhé, hôm nay mình quay lại và hướng dẫn anh em cài cái bản ROM con Redmi 10X 5G. Hiện tại thì máy vẫn đang ở bản ROM Trung Quốc và trong tình trạng là chưa unlock, để chúng ta có thể kiểm tra trong phần Developer Option. Đó. Ở trong phần Mi Unlock Status thì nó vẫn đang là Locked. Sau đây em sẽ tiến hành là unlock máy. Đây là em đã tiến hành unlock máy thành công rồi anh em nhé. Anh em có thể kiểm tra trong cái phần Mi Unlock Tool thì máy đã báo unlock. Đấy, thì chúng ta đấy nhìn cái mã máy của nó sẽ là Atom. Sau đây em sẽ tiến hành flash cái TWP của nó. Thì đầu tiên anh em mở cái tool flash TWP ra. Anh em để ý những cái mà em ấn vào nhá. Ấn ở trên tool ấy nó toàn là chữ Trung Quốc nên để mà em hướng dẫn nói chuẩn thì em sẽ không thể nói được. Anh em để ý những cái hoạt động của em. Đầu tiên là flash recovery. Và cái thứ hai là sẽ là chúng ta sẽ tiến hành boot. Sẽ có những máy nó boot được và sẽ có những máy mình sẽ phải truy cập bằng tay. Như trường hợp này thì em thấy là nó đang để là boot fail. Đấy, có nghĩa là sẽ không truy cập bằng cái phần mềm này được mà chúng ta sẽ phải vào bằng tay. Bằng cách là giữ đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành giữ. Và khi nào ấy mà nó sập cái logo phát boot này thì chúng ta sẽ bỏ cái phím nguồn ra và vẫn giữ nguyên cái phím tăng âm lượng. Anh em chờ một chút. Đấy, nó xin nó sập thì anh em bỏ nguồn ra, giữ phím tăng âm lượng để truy cập được vào recovery mode. Thì dòng này hiện tại trên thị trường khá là ít người có thể là hỗ trợ cài ROM tiếng Việt được, bởi vì là cái ROM này nó cũng không phổ thông. Hiện tại thì bên Vietshop hỗ trợ thôi, cũng chưa có bên nào mà hỗ trợ full cho anh em được cả. Đấy, đây là em đã truy cập được thành công cái recovery mode của nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh cho sử dụng nó dễ. Đó. Chúng ta chọn English. Đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành wipe data của nó và chọn vào dòng wipe. Chọn sang phần format data. Đấy, anh em cứ làm theo video của em là được nhá. Đấy, sau đó chúng ta nhập yes. Đấy, rồi ấn tick ở dưới là nó sẽ tiến hành format dữ liệu bên trong máy. Quá trình format nhanh hay chậm là do cái dữ liệu trong máy của anh em có nhiều hay không. Đấy, nếu mà dữ liệu nhiều thì chúng ta format cũng sẽ mất nhiều thời gian. Còn dữ liệu ít thì tất nhiên là format cái là sẽ xong ngay. Khi nào mà nó hiển thị ra lootback và reboot system như vậy là ok anh em nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành copy cái dữ liệu từ máy tính vào. Copy cái ROM anh em nhé. Đấy. Chúng ta sẽ tiến hành copy vào. Đấy. Chúng ta sẽ chọn vào dùng send to này. Đấy. Nó chưa nhận thiết bị. Đấy. Anh em để ý này, sẽ có những cái con mà có thể là copy trực tiếp từ máy tính vào sau khi format xong nhé. Đấy, như cái trường hợp này của em đang gặp phải là không thể copy dữ liệu từ máy tính vào thì chúng ta sẽ cần phải là có một thủ thuật một chút. Đấy. Đấy, sau đây em sẽ hướng dẫn anh em bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào phần reboot. Đấy. Chọn vào reboot và chọn reboot to recovery. Ấn vào chế độ này thì nó sẽ tiến hành khởi động lại chế độ recovery cho anh em nhé. Sau khi khởi động như vậy thì chúng ta sẽ có thể là copy dữ liệu từ máy tính vào. Đấy, chúng ta sẽ thử lại. Đấy, em quay bằng điện thoại nên nó sẽ không được đẹp cho lắm, anh em thông cảm. Đi kỹ một chút. Đấy, chúng ta sẽ chọn send to này, chọn điện thoại này. Đó, anh em thấy nó sẽ copy thành công không? Cái ROM này thì chúng ta sẽ cần phải flash hai file. Một là file zip, hai là file img, gọi là file mp-meta. Đấy, chúng ta phải flash đủ hai file thì máy mới có thể boot lên được anh em nhé. Bên em thì chuyên nhận cài phần mềm cho tất cả các dòng máy Android và hỗ trợ bypass các dòng iPhone dính iCloud. Anh em cần thì hãy liên hệ qua Zalo hoặc là qua bất cứ một cái nền tảng mạng xã hội nào em có đăng ký, hoặc có thể gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em đã ghim dưới phần mô tả. Đấy, anh em cần các dịch vụ
gì từ sửa chữa cho đến phần mềm thì hãy cứ liên hệ bên em nhé. Bên em sẽ cố gắng là phục vụ tận tình cho anh em yên tâm. Đây, chúng ta đã tiến hành là copy sắp hoàn thành rồi. Copy xong cái file ROM này thì chúng ta sẽ tiến hành là copy thêm cái file MP Meta nữa. Anh em cứ để ý những cái mà em làm ấy, nó sẽ cho anh em thấy là làm nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta copy luôn cái file MP Meta này vào. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành flash ROM, ấn vào phần intro. Đấy, ISO. Sau đó thì chọn đến file ROM, mình sẽ flash file ROM trước. Đấy, sau đó tích đi flash. Cái đoạn này flash sẽ mất khá là nhiều thời gian. Thường thì nó sẽ nhanh thì sẽ khoảng tầm 5 đến 7 phút, còn lâu cũng có thể nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 15 phút. Anh em đừng vội. Đấy. Những cái trường hợp này cứ kệ cho nó flash. Flash một lúc nó sẽ xong, nó sẽ thông báo cho anh em. Đấy. Cố gắng chờ thôi. Đây là máy nó đã tiến hành flash ROM xong anh em nhé. Đây, anh em sẽ quay trở lại. Đấy, chọn vào phần MP Meta. Đấy, chúng ta sẽ chọn tích ở đây là VMP Meta anh em nhé. Đó. Anh em hãy để ý kỹ video và làm theo. Đừng nhìn nhầm là flash là có thể bị lỗi máy đấy. Đấy. Sau khi flash xong anh em sẽ chọn Reboot System. Đấy, Reboot System thì sau đó thì nó sẽ khởi động lại thiết bị. Cái quá trình khởi động này sẽ mất khoảng tầm 15 phút đấy. Anh em phải chờ lên và kích hoạt máy. Cái logo này nó sẽ đổi sang cái logo của Vietsat như trong video này thì bởi vì nó treo logo Redmi hơi lâu một chút, đâm ra em đã tiến hành là cắt lược bỏ cái đoạn về sau. Anh em cố gắng thông cảm. Sau khi máy khởi động lên thì chúng ta sẽ có logo sẽ có hiển thị như vậy, thì chúng ta sẽ tiến hành active máy. Đó. Em khuyên anh em là không cần thiết cần phải là kích hoạt bằng mạng, hay chúng ta cứ bỏ hết các kích hoạt bằng mạng đi. Đấy, đoạn này thì nó yêu cầu đặt mã pin thì anh em cứ đặt tạm là 400 để kích hoạt cho nhanh nhá. Đấy, đoạn này thì anh em bỏ qua được. Đây, nó đã tiến hành là kích hoạt máy vào trong rồi. Chúng ta sẽ xem thông tin của máy. Redmi 10X. Đây là bản MIUI 13 mới nhất đây anh em nhé. Anh em là có cần sử dụng các dịch vụ về chạy phần mềm, unlock SIM, độ 2 SIM thì hãy cứ liên hệ bên em nhé. Xin chào anh em.